Messi và các đồng đội tưởng như sẽ có hiệp đầu vô công, nhưng bước ngoặt đã đến ở phút thứ 35. Từ một quả đá phạt của chính Messi bị phá ra, anh di chuyển không bóng vào vòng cấm của Australia và vô tình được trao cơ hội sau khi Otamendi đỡ không tốt đường chuyền của McAllister. Messi tận dụng ngay với cú đá chân trái chìm đi hiểm vào góc xa, đưa Argentina dẫn trước ở hiệp 1 và cũng là bàn đầu tiên của anh ở một trận knockout World Cup. Australia chưa tìm ra phương án để có bàn thắng thì ở phút thứ 57, Matt Ryan đã mắc lỗi nghiêm trọng. Thủ môn này xử lý bóng và bị De Paul áp sát rất nhanh nên dù vượt qua De Paul, Ryan đã để cho Alvarez ập vào cướp bóng sút vào lưới trống nâng tỷ số lên 2-0. Trong lúc bế tắc, Australia bất ngờ có bàn gỡ ở phút thứ 77 khi cú sút xa của dự bị Craig Goodwin chạm Enzo Fernandez đổi hướng dẫn tới bàn phản lưới nhà. Tới phút thứ 90+7, Argentina đã có một pha thoát tim khi dự bị Grant Cuon của Australia đón được một quả tạt trong vòng cấm. Nhưng pha đỡ bóng bước đầu không thành khiến góc sút hẹp đi và tiền đạo da màu 18 tuổi bị thủ môn của Argentina chiến thắng trong pha đối mặt. Qua đó bảo toàn chiến thắng nghẹt thở 2-1 cho Argentina.